Xin chào mọi người đang trở lại với Bật Nến. Mình là Dustin on the go. Và hôm nay thì Bật Nến như thường lệ vẫn là một nơi để chia sẻ những nỗi sợ, nỗi đau và cùng nhau sống thật. Và khách mời của tập 6 là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Xin chào anh Dustin, xin chào tất cả khán giả của Bật Nến. Mình là Hứa Kim Tuyền và hôm nay là một ngày cũng gọi là đầu năm mới. Thì Tuyền chúc cho anh Dustin như tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe này, thật nhiều niềm vui này, và đặc biệt là thật là nhiều bình an. Cảm ơn Tuyền, chúc cho Tuyền cũng có nhiều cái dự án trong năm 2024 sẽ thành công hơn nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bật nến. Let's start. Rồi hôm nay thì để giới thiệu cho em và khán giả mọi người, nếu mà chưa xem Bật Nến thì Bật Nến là một cái podcast nơi mà trước đây Dustin cũng đã chia sẻ ở trong 4 tập đầu tiên về những câu chuyện thật của Dustin, về những cái nỗi sợ, những cái tổn thương. Và cố gắng làm một cái con người, là một người nghệ sĩ mà sống thật nhất. Thì đến tập này, lý do tại sao Dustin rất là muốn mời Hứa Kim Tuyền là team của Dustin rất là thích Hứa Kim Tuyền. Cảm ơn mọi người. Mọi người đề xuất Hứa Kim Tuyền. Và cũng may mắn anh em mình có cái dịp là gặp nhau ở Làn Sóng Xanh. Cuối tháng 1. Đúng rồi. Anh ngồi đằng sau lưng em. Cảm ơn em đã đồng ý đến đây. Em cảm ơn anh đã mời em đến đây. Ok. Và chúng ta hãy bắt đầu với những chủ đề của Bật Nến nha. Ok. Ở trong đây là có những cái lá thăm. Em sẽ cứ bóc từng lá và đọc lên. Từng lá một. Đây, cái này nó hiện ngay trước mặt em giống như là kiểu bóc tôi đi này. The first one. Dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi là một thắc mắc bất kỳ mà tụi mình hỏi nhau không theo một cái topic nào hết. Giống như một cái gì đó khởi động cũng được đi. Em tò mò gì anh tò mò cái gì em. À thế hả? Sao mới vô mà bắt một cái câu cắt cớ dữ vậy ta? Là tôi đang đi một cái podcast mà tôi interview hay là tôi đi interview người khác đây ta? Ủa anh nhớ em cũng là một người. Ok vậy đó anh làm người hỏi trước cho. Ok. Để chủ nhà khởi động đi. Anh biết em là một người học báo chí truyền thông. Và em cũng đã từng làm báo, như em nói là làm báo Hoa Học Trò. Rồi có phải là đam mê em đam mê ca hát đến mức mà em không theo đuổi nghề báo nữa? Em không đam mê ca hát, em đam mê âm nhạc. Sao không chọn học âm nhạc từ đầu? Tại vì chết cha, nói cái này thì kiểu hơi bị ấy với nền giáo dục âm nhạc Việt Nam nha. Nhưng mà em thấy cái việc mà tự nhiên bỏ thời gian mà đi học 4 năm ở trong nhạc viện, em có tìm hiểu rồi, em thấy nó không phù hợp với em. Không phù hợp với em thôi hay là không phải là một cái nơi để... Không, em nghĩ là không phù hợp với em. Tại vì em nghĩ là sẽ phù hợp với những người khác. Tại sao? Tùy mỗi người sẽ có những cái quan điểm, những cái nhu cầu khác nhau. Biết đâu họ có những cái nhu cầu học về classical, họ có nhu cầu học về những cái thiên về tính hàn lâm, thì họ sẽ phù hợp. Còn bản thân mình thích âm nhạc, nhưng mà cái âm nhạc mình thích thì nó lại là nhạc pop. Thì kiểu nhiều khi những cái mà nó liên quan đến những cái mà quá hàn lâm trong trường học thì nhiều khi nó lại không phù hợp với mình. Nên thay vào đó là em, mà vấn đề là em đã làm báo từ năm em lớp 11 rồi, thành ra nó có một cái option nó đơn giản hơn đối với em, là em sẽ vẫn đi học trường liên quan đến lại báo chí và truyền thông để mà mình raise cái nghề mà mình đang làm. Nhưng mà đồng thời thì là mình vừa học cái đó mình thấy nhẹ, tại vì mình đã đang làm rồi. Thì mình học sẽ rất nhẹ, mình có những cái kinh nghiệm này, mình có cả những cái sản phẩm để mà mình nộp cho thầy cô, mình chả cần phải làm gì hết, thì cái ngành nó rất nhẹ. Thì thay vào đấy là mình vừa kiếm tiền được, mình học vừa nhẹ, thì tiền đó mình đi đâu? Mình đi học nhạc. Đi học nhạc ở đâu em? Em đi học ở rất nhiều nơi, em học ở trường MPU của thầy Đức Trí này, em đi học cả những gia sư bên ngoài này, và em còn học ở cả những cái trường mà dạy về hòa âm phối khí, dạy về music producer vân vân may. Và có một khoảng thời gian ngắn là em còn đi học ở bên Hàn, học những cái short term course. Thì là em thấy nó hợp lý hơn và nó bổ ích hơn và nó phù hợp hơn với em. Anh cứ tưởng là mình bắt đầu học một cái ngành gì mình cũng phải đi từ classic để hiểu rồi mới tới đương đại chứ ha? Em thì em không có nghĩ như vậy á. Nghĩa là em chưa từng có cái suy nghĩ đó trong đầu đó khi anh nói ra luôn. Em cứ nghĩ là em sẽ học những cái mình thích và mình phù hợp thôi. Nên khi mà em ngồi em tìm hiểu về những cái course của những cái trường mà dạy âm nhạc mà chính quy ở Việt Nam thì em thấy nó vừa dài mà nó còn vừa không phù hợp với mình. Không biết khi nào mới có thể ra được, làm được công việc của một người. Không, em cũng không nghĩ đến câu chuyện là mình sẽ làm luôn, mà mình chỉ đơn giản mình thấy nó không phù hợp với mình, thì mình thích thì mình học thôi. Tại lúc đó em vẫn chưa có một cái ý định là em sẽ đi theo âm nhạc. Nó là một cái quyết định và một cái suy nghĩ rất là xa vời. Em chỉ học với đơn giản là tại vì mình thích. Tới cái đoạn mà em thi Sing My Song thì em vẫn còn nghĩ là em sẽ gắn với lại cái nghiệp làm truyền thông á. Cho đến ngày mà sếp cũ của em nói với em một câu là thôi thi xong rồi, lúc đó em bị loại rồi. Thi xong rồi bây giờ về làm báo đi, chuẩn bị kiểu báo lên online nè, báo chuẩn bị lên online, xong rồi kiểu em làm chủ mục, xong rồi em sẽ kiểu được phát huy khả năng, em nghĩ. Em thấy bắt đầu trách nhiệm nhiều rồi và mình cảm thấy mình bị mình không phù hợp với trách nhiệm đó nữa. Thật ra tính ra nói thì em kiểu là một người hơi ích kỷ ha, tức là cái gì mà em cảm thấy là không còn phù hợp nữa thì là em sẽ không. Đó là một cái lựa chọn sáng suốt, chúng ta mới có nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ngày hôm nay chứ, đúng không? Lúc đó em còn có một cái ex, thì ex em nói là không thể đứng hai chân trên hai thuyền được, làm nhạc đi, là không có đi hai hàng được. Đúng rồi, không đi hai hàng được. Và cái bạn ex đó, bạn nói là em không phù hợp với ngành viết lách. Lúc đó bạn nó nói với em viết chán lắm, nghĩ đi. Vậy hả? Lúc đó em viết, em có thấy em viết chán không? Hay là em chỉ lấy là em không có tình yêu với chuyện đó? Em nghĩ nha, lúc đó em chán viết. Từ cái việc em chán viết, nó khiến cho mọi người cảm giác em viết chán. Giờ mình chuyển ra viết nhạc thì nó khác chỗ nào? Viết nhạc nó khó hơn chứ. Không, viết nhạc nó ví dụ như là ngày xưa khi mà em viết báo hay là em viết thông cáo báo chí này cái thứ thì là mỗi lần mà em mở cái file Word lên em bắt đầu em làm cái title, em làm cái sabo này kia thứ này em buồn ngủ lắm luôn, em rất là chán, that's so boring. Nhưng mà mỗi lần mà em làm nhạc là em có thể làm thâu đêm suốt sáng mà em không chán, tức là mình mê nó từ nhỏ rồi. Tức là em không đam mê ca hát mà em mê âm nhạc. Ví dụ như là nếu mà em không làm một nhạc sĩ, music producer thì em có thể trở thành một người làm truyền thông cho những người làm nhạc. Cái đó cũng cực kỳ quan trọng. Dạ đúng rồi. Cũng đang là một cái nghề mà anh nghĩ là rất là phát triển. Dạ đúng rồi. Thì em đi học là em học về cái đó. Em đi học bên Hàn đó là em học về cái đó đó. Music Industry Management, quản lý âm nhạc, quản lý ngành công nghiệp âm nhạc, Dạ. Thì là em nghĩ là em mê nhạc cho nên em thích làm những cái gì liên quan đến âm nhạc. Và được trở thành một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc đối với em là một cái món quà trời ban và một cái may mắn lớn. Mình có được cái gifted này, mình có được cái món quà, mình có tài năng nữa, là một điều quá sức tuyệt vời rồi. Đấy, chưa kể là mình còn viết ra được nhiều bài hát được mọi người yêu thích, không còn gì tuyệt vời đâu. Rồi câu hỏi của anh tới đó thôi chứ anh hỏi nữa là hết show. Em hỏi anh đi. Tò mò cái gì? Hồi nãy anh Dustin có nói với em là anh Dustin đang học của Cathy. Đúng rồi. Thì là anh Dustin muốn trở thành một diễn viên, hay là anh Dustin chỉ đơn giản nghĩ diễn viên là một hướng phát triển tiếp theo của nghề VJ MC? Hay quá vậy. Trời ơi, gãi đúng chỗ ngứa. Thì anh nghĩ là mình luôn muốn đi thêm nhiều, đi cao hơn nữa trong cái nghề. Cái nghề MC anh thấy là anh đã làm tốt, đủ tốt và anh muốn đi thêm một bậc nữa lên. Thì thí dụ như MC mình chỉ được nói những cái kịch bản mà đã được soạn sẵn, mình phải là chính mình hoài rồi. Còn bây giờ mình làm diễn viên á, nếu được mình sẽ được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Đó là một thử thách lớn hơn. Anh muốn chinh phục cái thử thách đó. Thì việc học diễn xuất là giống như mình không biết gì thì mình bắt đầu mình đi học thôi. Thì anh ở giai đoạn là đang đi học và tìm kiếm cho mình những cơ hội thôi. Thì em nghĩ là anh cũng giống em ở một cái địa hạt khác vậy. Ví dụ như em là em mê âm nhạc thì em có thể làm tất cả mọi thứ xung quanh âm nhạc, từ viết nhạc, từ làm PR truyền thông âm nhạc cho đến làm ca sĩ. Thì tương tự anh Dustin đam mê cái việc nói thì có thể là nói từ bản thân mình hoặc nói dựa trên một cái nhân vật nào khác, hoặc là làm show tự nói. Đấy thì đó là cái việc mà thật ra không nhất thiết là mình phải yêu một thứ gì đó nó detail, mà mình yêu một thứ lớn hơn mà mình có thể làm mọi thứ xung quanh. Nhưng mà cái cốt lõi của cái ngành nghề showbiz, nghệ thuật nói chung thì anh thấy là hôm bữa chú anh ở nhà có hỏi nha, trong gia đình anh hỏi thế con làm nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật, con trả lời đi. Thì mình cũng suy nghĩ một lúc, mình nói chứ ồ chưa ai hỏi mình câu này luôn, nhất là gia đình không ai quan tâm mình làm gì hết trơn. Họ chỉ lo mình đói thôi, lo mình khổ thôi, chứ còn làm gì cũng được. Thì em nói tất nhiên là nghệ thuật vị nhân sinh. Nhưng mà rồi vị nhân sinh rồi nhiều khi mình thấy mình làm cho đời, cho người á, thì không có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Em thấy cái câu đó nó hơi, nó giống như cái câu mà ví dụ mẹ và bạn gái rớt xuống dưới nước thì cứu ai trước á. Không ai bắt mình phải chọn. Lúc đi lúc đó, năm nay tôi thích làm vị nhân sinh tôi làm, năm sau thích làm vị nghệ thuật tôi làm, ai cấm. Vậy sao có cái loại câu hỏi đó vậy? Tại vì trên đời này tất cả mọi người đều thích bắt người khác lựa chọn để cho có content để viết, có content, có drama. À đúng rồi, làm báo là phải có drama. Đúng rồi, lúc nào cũng sẽ phải có giữa hai lựa chọn. Thì khi mà chọn thì mọi người sẽ bắt bẻ tại sao không chọn cái này, tại sao mày nói cái này mà mày không nói cái kia. Trong khi ngoài đời mình có bao giờ mình chọn một thứ đâu, mình có nhiều thứ để chọn. Ví dụ như em đâu phải em biết ballad không, có viết nhạc dance, có viết đủ thứ trên đời. Đâu ai bắt em phải viết một thể loại. Đúng. Thì tương tự cái việc mà việc nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh, nó tùy thuộc vào cái lúc đó anh muốn anh làm gì. Ví dụ như là anh làm đến một cái đoạn mà tự nhiên anh thấy anh đủ giàu rồi, cái anh đổi hướng, anh làm những cái mà anh thích và anh cảm thấy anh có cảm giác cống hiến nhiều hơn. Nhưng mà đến một cái lúc mà mình cống hiến nhiều quá, mình hay là những bạn ngược lại cống hiến mãi, làm những cái nghệ thuật mãi, mình thấy mình chưa nổi tiếng thì mấy bạn cũng sẽ muốn rẽ hướng làm như thế nào để khán giả đón nhận mình hơn. Đâu ai bắt mình phải chọn một cái đi suốt cả đời. Đúng rồi, cho nên là mình làm rất là nhiều việc. Hiện tại là mỗi người tụi mình đều có nhiều công việc khác nhau. Có những công việc nuôi sống, có những công việc là nó nuôi cho cái tinh thần, cái ngọn lửa trong mình. Dạ đúng rồi, cháy mãi. Trời ơi, bây giờ mỗi người còn xài vừa Facebook, vừa Instagram, vừa TikTok thì làm sao mình làm một việc được, đúng không? Dạ. Topic tiếp theo. Ồ, em tưởng là thay phiên nhau bóp. Thôi em bóp hết đi, tại vì anh viết mà. Chứ anh biết trong đó có gì hết luôn rồi. À, vậy luôn á hả? Xung quanh ánh hào quang. Xung quanh ánh hào quang là một cái cụm từ mà biên tập cũng của Bật Nến cũng đặt ra rất là hay. Ban đầu á, khi mà anh thấy em, gặp em ở Làn Sóng Xanh, em ngồi ở hàng ghế khán giả và nhìn lên vị trí sân khấu. Lúc đó có rất nhiều nghệ sĩ hát những bài hát của em. Thì anh thấy hình ảnh đó nó rất là đẹp, em cổ vũ và em vui. Nhưng mà cái người đứng trong spotlight, trong cái hào quang đó lại là một cái người khác. Nhưng mà em vẫn vui vì điều đó, vì bài hát của em, sản phẩm của em được thể hiện và được yêu mến. Anh cũng thấy mình trong đó. Đôi khi làm công việc của người dẫn chương trình đó, anh đặt câu hỏi để cho cái người khách mời được tỏa sáng. Và cái spotlight thường là nó nhường cho họ nhiều hơn. Mình đứng bên cạnh thôi. Cho nên mới gọi là xung quanh ánh hào quang. Từ này hay quá, xung quanh ánh hào quang, là hào quang nó chiếu mình xuống là mình đứng xung quanh đây nè. Đúng rồi. Mà mình có thể là khán giả, cũng có thể là nhà sản xuất, hay là người viết. Đúng rồi. Hoặc là quản lý. Dạ đúng rồi. Đó, những công việc xung quanh của cái người đứng giữa hào quang. Thì anh thấy Tuyền học nhạc rất là nhiều cái mặt của âm nhạc, như là kinh doanh có, sản xuất tổ chức âm nhạc gì đó có, viết nhạc có. Nhưng mà Tuyền có thích hát không? Có học hát không? Có chứ. Thật ra cái việc mà em học hát, em đi hát, nó phục vụ cho cái việc em viết nhạc cho ca sĩ. À là để hát demo cho ca sĩ? Không, không phải. Tức là như thế này, cái cảm giác khi mà mình đứng trên sân khấu nó sẽ rất khác với cảm giác mình ngồi trong phòng thu. Là nhiều khi mình phải ra sân khấu mình hát, mình mới biết là một bài hát như thế nào thì phù hợp hát ở sân khấu như thế nào. À, mình lấy cái cảm giác. Yes, ví dụ như là mình đi hát nhiều, mình sẽ biết là cái bài nào mình diễn ở sân khấu lớn này, rồi sân khấu này là hát bài này phù hợp để mà khán giả có thể đưa tay chân đi quơ theo như mình này, hay là bài hát nào đủ độ sung để mà có thể diễn ở một cái sân vận động to ơi là to này, hay là những cái bài hát với tempo hay là với cái mood như thế nào nó phù hợp với một không gian nhỏ. Em nhận hết tất cả những cái show diễn từ nhỏ cho đến lớn. Không phải là tại vì em mê hát, em đam mê làm ca sĩ, em đam mê ánh hào quang, mà chỉ đơn giản là em phải đi hát em mới hiểu được cảm giác của một người ca sĩ khi đứng ở trên sân khấu là như thế nào, rồi từ đó em viết ra những cái bài hát nó phù hợp với những cái ca sĩ mà họ đi hát ở sân khấu như thế nào. Hay quá. Đó là tại sao mình mới có bài Dưới Ánh Đèn Sân Khấu. Dạ, thì tại phải có những cái lúc mà em đi hát như thế em mới viết ra được những cái bài hát như thế. Là tại sao mình có Đại Minh Tinh. Dạ đúng rồi. Sân khấu nhỏ, sân khấu lớn em đã từng đi hết. Dạ. Và là người đứng ở dưới cái spotlight đó để cảm giác. Em nghĩ đây cũng là một cái mà em may mắn hơn nhiều nhạc sĩ khác là họ thường chỉ làm việc trong phòng thu thôi, họ ít đi hát. Nhưng mà cái việc mà đi hát nó cho em rất là nhiều trải nghiệm và rất là nhiều kinh nghiệm để mà em có thể làm những cái bài hát mà nó nó phù hợp với các ca sĩ để diễn ở các sân khấu khác nhau. Và đồng thời em còn là giám đốc âm nhạc nữa. Em là giám đốc âm nhạc thì khi mà em đi hát đó, em sẽ biết được cái năng lượng của khán giả từng sân khấu như thế nào để em chọn lựa những cái bài hát nó phù hợp với từng chương trình như thế nào. Vậy Tuyền, hiện tại bạn có hài lòng với vị trí của mình là nhà sản xuất, nhà nhạc sĩ, rồi giám đốc âm nhạc hay chưa? Hay là vẫn còn cái gì mà mình chưa chinh phục được? Thật ra em có một cái ước mơ rất là lớn trong nghề là em muốn làm một cái vở nhạc kịch. Tại vì hồi nhỏ em rất là thích một cái bộ truyện tranh là Mặt Nạ Thủy Tinh ấy. Và em cũng musical và em rất thích coi Mamma Mia, em rất thích coi La La Land này cái thứ. Và em rất là muốn làm một cái phim điện ảnh, phim âm nhạc hoặc là một cái vở nhạc kịch. Gọi là hơi tham vọng nha, nhưng mà một cái vở nhạc kịch coi như là thành công nhất Việt Nam. Là kiểu tất cả mọi người đều sẽ phải đến Sài Gòn để xem vở nhạc kịch đó. Đó là một cái ước mơ rất lớn của em. Và tất cả những bài hát trong vở nhạc kịch đó khi phát hành nó đều sẽ là hit. Mọi người sẽ nghe đi nghe lại nó, mọi người đi xem vở nhạc kịch đó đến điên rồ lên. Đó là một ước mơ rất lớn của em. Dã man. Em là một người dám mơ lớn. Để nói ra được điều này không đơn giản đâu. Tại người ta nói là nói trước bữa hôm qua, rất là nhiều người sợ là thôi đừng nói để... Mình cũng hay hỏi mọi người là có cái gì mới, dự định tiếp theo là gì, thôi đừng, không nói đâu. Nói bước trước hôm qua. Em này là ngược lại, em nói là làm. Mình phải nói ra, mình dám nói ra mình mới dám làm. Cũng có những lúc mà nói trước bước hôm qua, em thường nói những cái minor nhỏ nhỏ, những cái ước mơ lớn thì em nghĩ là em nói em sẽ dám làm. Nhưng mà em phải học. Đồng ý. Để làm một cái vở nhạc kịch như thế nó không phải là vấn đề đơn giản đâu. Mình còn phải học về điện ảnh này, mình còn phải học về sân khấu này, mình còn phải học về đường dây viết câu chuyện như thế nào, bla bla bla, rất là nhiều vấn đề khác phải học. Bây giờ em đang tập trung vô cái việc mà làm sao cho cái phần âm nhạc của mình nó thật trau chuốt và nó thật gọi là tinh túy nhất. Để sau này khi mà mình làm cái đó thì cái phần âm nhạc mình không phải lo nữa. Là cái phần linh hồn của cái vở kịch đó mình không phải lo. Mình sẽ đi tìm một cái biên kịch thật là giỏi, mình xây dựng cái câu chuyện cùng với biên kịch, và sau đó mình tìm những diễn viên hát thật hay, diễn thật giỏi để mà mình có thể làm được một cái vở kịch như thế. Ngày xưa có Chuyện Tình Bangkok cực kỳ thành công, thế giới trẻ ai cũng muốn xem, thì không lý nào mình không thể làm được một cái vở nhạc kịch hay mà khiến cho mọi người phải ra sân khấu kịch để xem. Mình làm được thì nó hay. Đâu ai nghĩ được phim của anh Thành 400 tỷ, 500 tỷ. Đâu ai nghĩ. Cho đến khi có người làm được. Thì vấn đề là tại sao anh ấy làm được? Mình phải học được cái chuyện mà tại sao anh Thành làm được điều đó. Để mà sau này mình làm được những cái mà không ai làm được. Không phải là có những cái vấn đề trên đời này không phải là người ta không làm được mà tại chưa ai làm được. Hay quá. Nó làm mình nhớ tới cái một chia sẻ của chị Cathy Uyên hồi lúc mà anh đi học diễn xuất, là chị ấy nói chị ấy mất 5 năm đầu tiên trong sự nghiệp là không có dám nói với ai mình thích làm diễn viên. Bởi vì sợ không làm được, sợ quê. Và khi mà chị ấy mở trường để dạy, chị ấy muốn nói là chắc bạn sẽ không phải mất 5 năm chị. Ở đây các bạn được quyền nói ra ước mơ của mình cho nhiều người khác nghe. Thì người ta mới biết bạn thích cái gì để làm. Đúng, chính xác. Và vũ trụ mới giúp bạn để thực hiện được cái ước mơ đó. Dạ đúng. Mình phải thật sự muốn và mình muốn điên lên ấy. Và phải thể hiện ra. Chính xác. Làm. Đừng ngại, đừng giấu. Đúng. Và mình sẽ phải làm được. Thì thật ra khi mà em nghĩ đến cái chuyện đó là tự dưng mọi thứ xung quanh em nó sẽ đưa đường dẫn lối như thế nào đó để cho em có những cái mảnh ghép của em nó fit lại với nhau để mà nó dần dần thành hình, giống như sạc pin vậy, 1%, 2%, 3%, 4%. Em nghĩ bây giờ nó chỉ mới khoảng 15-16% thôi. Em cũng còn quá trẻ để mà có thể làm cái đó, nhưng mà em nghĩ biết đâu somehow 10 năm nữa em có thể làm được thì sao. Như vậy là Tuyền vẫn rất là thích công việc của một cái người đứng kế bên, đứng xung quanh hào quang để làm ra những sản phẩm hơn là đứng ở trong cái sân khấu đó. Em thích là người làm ra tổng thể hơn là người đứng dưới ánh hào quang và đón nó. Em nghĩ là em là một người giỏi tạo ra những ánh đèn hơn là người đứng dưới ánh đèn. Vậy em đã có lấy cảm giác của những người đứng dưới ánh đèn, có nỗi sợ nào ở giữa những cái ánh hào quang đó, em có sợ nó không? Có sợ chứ, em sợ nhiều quá chứ. Mình sợ mình bị cháy. Bị cháy? Bị cháy nghĩa là? Mình bị cái ánh hào quang đó nó thiêu rụi. Kiểu mình bị mù mờ, kiểu như là nhiều khi mình sẽ bị ánh hào quang đó nó dẫn mình đi đến một cái nơi mà sai lầm. Tại vì kiểu dạng giống như là thì kiểu cái gì mà kiểu nó rực rỡ quá thì nó cám dỗ mà. Yeah. Kể cả mấy cây nấm đẹp nhất thường là mấy cây nấm có độc. Thì là ảnh hào quang như thế. Cũng sẽ có những người họ bị kiểu lure, họ bị kiểu cám dỗ, và họ đưa ra những cái quyết định hay những cái bước đi nó sai lầm. Với một người theo anh đoán là một người rất là tỉnh táo, lý trí trong nghệ thuật như em á, có những lúc anh nghĩ là em sẽ không dễ dàng nào đi lạc hoặc là bị cám dỗ hoặc là bị thiêu đốt bởi ánh hào quang. Anh thấy em rất tỉnh táo. Em từng bị rồi em mới tỉnh chứ. Vậy hả? Yeah. Chứ anh nghĩ có ai mà có ai mà tỉnh táo được ngay từ khúc đầu không anh? Không làm gì. Nhưng em hên là xung quanh em có quá nhiều những anh chị, những người đi trước làm nghề bao nhiêu năm, họ patient với em, họ kiên nhẫn với em, họ chỉ cho em, họ dạy cho em để em dứt ra khỏi những cái cơn đó. Có đoạn em bị ngáo, ngáo hào quang, ngáo hào quang á, tức là không phải là ngáo hào quang nữa mà kiểu nghĩ là mình viết được 1-2 bài hit là cái mình ngon rồi á, xong mà kiểu mình cũng hách dịch mình thế này cái kia á, mình cũng kiểu kiếm chuyện này kia thứ, mình nói thẳng, mình chả sợ gì, xong rồi kiểu tự dưng mọi người xung quanh thấy em kỳ, mọi người nói thẳng, anh bao những người xung quanh em là những người họ làm nghề quá lâu rồi. Anh thấy không, chị Tóc Tiên này, chị Văn Mai Hương nè, Nay Đình này kia cái thứ này, mọi người nói ê nhà này mày kỳ nha, tại mày ơi ấy á. Tỉnh táo lại kiểu thế à. Xong rồi kiểu cũng có những cái feedback của những người xung quanh kiểu mọi người nói nhà này năng lượng mày kỳ quá, không muốn tiếp xúc. Hơn xung quanh em toàn những người thẳng thắn với em, những người họ thương em thật sự, họ thấy em có vấn đề cái là họ dạy, họ kêu em dạy liền. Cái mẹ em mà kể cả mẹ em cũng thế mà, mẹ em mà thấy em có nói chuyện mà kiểu lất cất này kia thứ mà nó ta nói thấy mày nói chuyện gì không được nha là em tỉnh. Nhưng mà cái cơn đó nó chỉ kéo dài đâu đó 2-3 tháng thôi, là dịch. Là một chương mới. Nó xóa hết tất cả mọi cái, rồi cái dịch tới thì ai cũng ảnh hưởng về tinh thần. Dạ. Em bị cái đoạn đó là sau khi cái chương trình Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân thành công và bài Sài Gòn đó lòng quá trở thành một cái bài hit lớn. Mà sau đó dịch tới, quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều mảnh đời bất hạnh, quá nhiều chuyện xảy ra, tương lai mù mịt không biết đi đến đâu. Cái em tỉnh. Và em tỉnh tới giờ luôn. Dạ. Ballad Việt Nam. Ồ. Một topic. Một topic đọc xong cũng không biết nói gì. Sao vậy? Em hỏi anh trước được không? Được. Kể tên 5 bài ballad Việt Nam anh Dustin thích nhất. Bài ballad Việt Nam anh thích bài Hương Ngọc Lan. Có nghĩa là bài đó đi karaoke lúc nào cũng hát được, ai cũng nghe được cũng biết hết á, và giai điệu dễ chịu. 5 bài lần. Ok, tiếp theo là bài Yêu thương mong manh. Nice. Của thầy Đức Trí. Đó là bài hát cũng đi karaoke được nhiều nè, anh cũng hát được nhiều karaoke. Còn em thích bài Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Anh biết bài đó không vậy? Biết. Tại vì tại sao em thích bài đó? Thứ nhất là cái title quá hay. Cái title nghe một phát là kiểu mình phải click vào bài hát này mình xem. Và tổng thể cái nội dung bài hát đó nó kể về một cái chuyện tình mà mình biết là nó sẽ không thành ngay từ đầu, nhưng mà mình vẫn muốn lao vào. Em rất thích cái tinh thần yêu đó. Ở năm 2006 mà có cái tinh thần yêu đó thì em nghĩ rất là hay. Hồi xưa mới yêu vậy chứ bây giờ thì tụi các bạn trẻ mập mờ gian díu chứ đâu có dám yêu hết mình đâu. Trời, vậy em là người của thế hệ cũ rồi. Em sinh năm nhiêu? Em 95. Rồi. Mới là 97, 98, 2000. Gen Z á hả? Đúng. Em thấy mọi người hay bị đánh giá Gen Z quá. Anh không nói Gen Z đó, chỉ nói là các bạn, anh cảm giác là 97, 98 trở lên đó là Gen Z đó. Thì là một thế hệ đó. Là thế hệ Gen Z đó. Đúng không? Định kiến. Không, anh không nói vậy, ý là tại sao bài hát như bài hát hiện tại nó nó miêu tả cái tình hình chung của cái giới trẻ đang nghe. Thì anh có một cái tựa bài của cái bài đó là gian díu gì đó, mập mờ gì đó. Cái bài đó là một người không phải Gen Z sáng tác và những người hát bài đó cũng không phải Gen Z luôn. Đúng. Vậy hả? Đúng rồi. Mà Gen Z mình cũng không nghe mấy bài đó đâu. Đúng không em? Gen Z bây giờ các bạn sẽ thích nghe những cái pop R&B hoặc là những cái chilling như là của Tà Lình, Even, Gray D hay này kia các thứ. Một số bạn mà kiểu ấy thì mấy bạn sẽ nghe kiểu ballad của ví dụ như là chị Min hay Đức Phúc hay là Eric này kia các thứ. Còn cái gen đó nó một cái gen khác rồi. Ok. Tiếp tục trở lại với ballad. Tiếp tục trở lại với ballad Việt Nam. Thôi em không làm khó anh nữa, tại sao anh lại đặt chủ đề này cho em vậy? Không, tại vì anh nói thiệt, anh không phải là một cái người thích nghe ballad, cho nên nó mới làm khó anh như vậy. Nhưng không có nghĩa là anh không thích nghe, có nghĩa là anh phải né. Tại vì khán giả Việt Nam rất thích ballad, cho nên anh muốn tìm hiểu tại sao có một cái công thức gì đặc biệt mà ballad nó luôn quyến rũ người nghe, đặc biệt là người Việt Nam đến như vậy. Em nghĩ nó là thói quen đó. Tại từ đó giờ mọi người, tất cả các thời đại âm nhạc đi qua có thể thay đổi liên tục, từ disco cho đến EDM cho đến funky cho đến R&B, every gen ballad luôn tồn tại ở tất cả các thời đại đi qua. Tại vì sao? Tại vì tức là giống như là có sáng có tối, con người sẽ có những mặt thể hiện ra bên ngoài và bên trong, thì ballad nó chính là bên trong của mọi người. Nó chạm sâu hơn. Chính xác. Tại vì khi vui thì mình đâu cần ai chia sẻ, còn khi buồn thì mình có nhu cầu được lắng nghe, hoặc là mình nghe những cái mà âm nhạc mà nó cảm thấy cho mình cảm thấy là mình được đồng cảm này, mình cảm thấy mình được sẻ chia này, thì ballad nó lại làm rất là tốt cái nhu cầu đó. Đồng ý. Em ví dụ, thật ra cũng không hẳn, actually cũng không hẳn là ballad nha, nhưng mà ví dụ như là bài hát thành công nhất đến bây giờ của Tà Lình là Nếu Lúc Đó, thì nó cũng là một bài có giai điệu buồn. Thì đó nãy mới nói, anh cũng nghĩ tới cái chuyện tình đã qua này, hay là cái bài hát mà thành công nhất của Ren Evans trong cái album vừa rồi thì lại là Từng Quen, cũng là một cái bài hát nó có giai điệu mang mát buồn này. Buồn hơn so với những bài khác. Đúng rồi, chính xác. Hay là cái bài hát mà thành công của em trong năm qua, ví dụ như là 10 tháng 6 hay Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác hay Đại Minh Tinh, đều là những bài hát buồn. Thì tại sao là mọi người lại thích nghe nhạc buồn? Là tại vì nghe nhạc buồn, thứ nhất là mình cảm giác mình được đồng cảm. Tại vì lúc nào cái nỗi buồn người ta nhớ cũng lâu hơn niềm vui đó. Yes, nỗi buồn nó khác sâu hơn nè. Đúng rồi. Thì âm nhạc cũng thế, bài hát nào buồn mà nó đúng với cảm xúc, nó chạm vào câu chuyện của mình thì mình sẽ nghe nó nhiều, mình nhớ lâu hơn bài hát buồn. Có một thời gian mở lên nguyên playlist nhạc Việt toàn ballad không? Yes, là nó bị bứ. Cái thành ra tự nhiên bây giờ nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn là mọi người nghe EDM hay mọi người nghe disco, mọi người nghe pop, mọi người nghe funky. Nhưng đến cái đoạn mà mọi người nghe rap, pop, funky, bứ, quay lại ballad. Wow, vậy là em cũng biết được nó có cái công thức, không phải là công thức mà là có những cái biên độ tai nghe khán giả sẽ thích cái gì trong cái thời nào luôn. Dạ, em nghĩ là cái đó là sự nhạy cảm với thị trường, với thời cuộc mà một nhà sản xuất âm nhạc cần phải có. Thì sau này là em ngồi phân tích khán giả muốn nghe gì, lúc này thị trường đang thiếu cái gì, sẽ không bao giờ thiếu. Và nếu muốn đi xa với nghề thì phải hát ballad. Chưa chắc. Một cái nhận định mà theo anh có nhớ là chị Hồng Ngọc Hà có nói. Em nghĩ là nó phải còn tùy thuộc vào cái sự phù hợp với cái giọng hát và với tính cách và với cái năng lượng bạn truyền tải. Bạn phải chọn một cái ballad nào đó phù hợp với bạn chứ. Ballad cũng có nhiều loại, ballad diss, ballad rap nha. Ballad thì nó còn có kiểu ballad mang âm hưởng classic nè, ballad mang âm hưởng power ballad nè, ballad mang âm hưởng C-pop, ballad mang âm hưởng K-pop, ballad mang âm hưởng ngũ cung Việt Nam, tỷ loại. Mình phải biết cái nào phù hợp với mình. Ok, chủ đề này đã được anh thấy đã được sáng tỏ thiệt sự sau khi mà nói với em á. HKT bắt đầu có nội dung. Hứa Kim Tuyền bắt đầu có nội dung. Để giải thích tại sao có cái cụm từ này. Tại chị Mỹ Tâm mới làm cái TikTok tên là Mỹ Tâm. Mỹ Tâm bắt đầu có nội dung. Dễ thương quá. Quá dễ thương. Chị Mỹ Tâm là một người ngôi sao của thế hệ trước và vẫn cố gắng cập nhật theo đuổi TikTok cho bằng đàn em. Thì mình thấy rất là nể. Trời, anh có biết hả, chị Mỹ Tâm là thần tượng không? Xung quanh em thề luôn, tất cả các anh chị em xung quanh em ai cũng nhìn chị Mỹ Tâm. Cái lần mà em gặp chị Mỹ Tâm ngoài xong ngồi nói chuyện với chị Tâm còn không tin là thật. Em kể như hôm đó em sốt 39 độ mà em ngồi nói chuyện với chị nguyên một buổi chiều, không mảy may có một cái cảm giác gì cho đến khi mà kết thúc buổi trò chuyện xong mà em lên xe em đi về, em gục trên xe luôn. Cái gì ở chị Mỹ Tâm lúc đó mà là làm cho em bị từ sốt mà quên mất là mình sốt? Cảm giác quá là vinh dự và tự hào khi được ngồi đối diện với chị Tâm và ngồi nói chuyện với chị Tâm ấy. Và chị Tâm nói giống chị Tâm giống như là kiểu một cái ánh đèn rực rỡ, một cái ánh hào quang rực rỡ mà tất cả mọi người đều muốn đứng ở trong cái ánh hào quang đó. Mà đó là chị Tâm rất là dễ thương, chị Tâm rất tâm lý, nói chung là rất là tuyệt vời. Nên là cái cảm giác hôm đó mình giờ em nói thiệt luôn, số 39 độ thôi, 40 độ em cũng ngồi đó được. Thì không phải có nhiều cơ hội để được ngồi. Dạ đúng rồi. Nói chung là em rất quý chị Tâm. Mà tại sao lại là chủ đề này? Chủ đề này là bởi vì mình thấy là nội dung mình làm, thí dụ như em làm báo, dạ, em cũng phải viết nội dung, dạ, làm nhạc cũng là nội dung, dạ, anh làm show, làm MC, tất cả cũng là nội dung. Thì khi nào em mới bắt đầu nhận ra là em muốn nói lên những suy nghĩ của cá nhân em thông qua cái việc viết nội dung, viết báo, viết nhạc? Hiểu không? Mình đi lại từ em hiểu. Em muốn nói lên cái gì của em á? Em nghĩ là em bắt đầu có nội dung từ khoảng giữa nửa năm này. Ủa? Tự nhiên em có cảm giác là Hứa Kim Tuyền của từ giữa 2023 đổ về trước trống rỗng đó. Năm cạn đó. Bây giờ sâu sắc hơn. Không phải sâu sắc hơn, chỉ là có nội dung hơn. Em nghĩ là em trải qua được nhiều chuyện để mà em có câu chuyện để kể cho mọi người. Em có những cái góc nhìn khác biệt hơn để mà em kể cho mọi người, chứ hồi trước em trả lời thảo mai lắm. Em đi phỏng vấn trả lời thảo mai kinh khủng. Em có nhớ mình phỏng vấn em trong một cái show livestream. Lazada. Đúng rồi. Là lúc đó vẫn còn Tuyền cũ. Tuyền cũ. Tuyền mới này là một người kiểu em nghĩ là nói năng chậm chạp hơn này, nói bớt nhanh, bớt tân hớp lại. Em nghĩ là mình nói có những cái mà nó cần nói hơn, bớt nói những cái không cần nói hơn. Và đặc biệt là những cái bài hát, những cái câu chuyện của em nó real hơn. Vậy thì hồi trước sao? Hồi trước em thấy em phỏng vấn vòng thảo mai, đúng kiểu là mình nghĩ y mình là một phóng viên á, cái mình sẽ trả lời những cái khéo léo hay là kiểu những cái mà mình biết là người ta sẽ muốn nghe. Còn bây giờ em trả lời em nói những cái em muốn nói, nên có những cái mà em không muốn nói em cũng sẽ không nói, kiểu thế. Em nghĩ là em real hơn, em sống thật hơn, em sồn hơn, nhưng mà nó khiến cho em trở nên vui hơn. Em nghĩ là chắc sắp tới sẽ có rất là nhiều chuyện. Âm nhạc cũng thế. Âm nhạc của em từ khoảng từ giữa 2023 đổ về sau, em nghĩ nó sẽ khác âm nhạc của em ở giai đoạn trước nhiều á. Em nghĩ nó sẽ quậy phá hơn này, nó phá cách hơn này, nó sẽ không giống mai hơn. Có thể là tỷ lệ hit của nhạc của em sau này sẽ thấp hơn là những cái giai đoạn trước của em. Tại em bắt đầu em chiều bản thân nhiều hơn. Ồ, em dự đoán được chuyện đó luôn. Em dự đoán được chuyện đó. Em nghĩ thôi, nhưng mà biết đâu mọi người lại thích cái bản ngã mới này của em. Và nó cũng nó còn thành công hơn chứ. Em cũng không đoán được. Chỉ là kiểu mình cảm giác là mình làm một cái gì đó mới thì mình sẽ chấp nhận được những cái kết quả, nó có thể tốt mà nó có thể xấu, nhưng mà em có cảm giác là từng ngày em thay đổi, em rõ rệt ra thì em thấy mọi người xung quanh em yêu quý em hơn. Nói về nội dung luôn á, thì những cái nội dung của báo chí hay là âm nhạc cũng chính là những cái tiếng nói cá nhân, suy nghĩ. Và có những tiếng nói nó sẽ khá là nặng nề, sẽ có hơi thô hơn. Có những bài hát, có những lời hát khi mà mình nghe, đôi khi người lớn nghe cũng sẽ phải giật mình. Con nít giờ nó bạo thế. Em có từng nghe những cái lời bài hát của những nghệ sĩ khác mà em cảm thấy là nó hơi thô thiển, hơi trần tục, thậm chí là những cái phần nhìn của các MV. Thì em nghĩ sao về những sản phẩm đó? Actually đến bây giờ em vẫn chưa gặp cái trường hợp này như vậy. Vậy chứ trước giờ em có gặp có bài hát nào của em mà em tâm đắc nhưng mà cuối cùng mọi người trời bị chửi như ma hả? Sashimi đó. Mình cũng có nói về chuyện này rồi. Mình từng nói về vấn đề này rồi mà. Thì em nghĩ vấn đề nó nằm ở quan điểm và góc nhìn thôi. Nhưng nếu bài hát đó nó khiến cho mọi người khó chịu thì là lỗi của mình. Trách nhiệm, anh có nhớ em luôn là người nhận trách nhiệm. Đúng rồi, trách nhiệm của mình là mình có trách nhiệm là mình là người viết ra bài hát này và mình làm cho mọi người khó chịu thì đó chính là cái responsibility của mình, và mình có nhiệm vụ là mình phải xin lỗi, là xin lỗi vì tôi đã làm bạn khó chịu. Còn nếu mọi người hỏi tôi có phản bội lương tâm khi tôi viết bài này không thì không, tại vì tôi đã viết rồi, thì tôi đã lỡ viết rồi, nó cũng là một đứa con của tôi, dù nó hư, giờ con hư thì mình về mình dạy, mình ném lại, xong mình kiểu còn ấy chứ làm sao mà mình nhét, mình đặt bụng nhét con vô lại được, đúng không? Mình đâu thể ân đồn được. Nếu mình sai gì thì mình sẽ rút kinh nghiệm và mình khắc phục những lần sau, để mà những cái sản phẩm sau của mình này kia tốt hơn. Cuộc đời đâu có ai mà không sai, đâu có ai mà làm những cái thật nhiều khi là không phải sai nữa, mà là có những cái mà kiểu không phù hợp vào thời điểm đó, vào lúc đó nó không hợp vào thời đấy thì mình sai thời điểm thì thôi mình rút kinh nghiệm vậy đó. Nhưng mà anh học được bài học ở em đó là mình nhận cái trách nhiệm về mình là một cái cách mà chữa cháy hiệu quả nhất cho mọi cái gọi là tâm bảo. Thì mình sai mình xin lỗi, còn cái gì mình không sai thì thôi. Em rất rõ ràng chuyện đó, nào mà em sai thì em sẽ lên tiếng, còn cái nào mà em không sai thì em sẽ cứng đầu cứng cổ tới cục. Colors of Love 2022 thì cái Colors đó là cái album của em ra mắt năm 2022. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nó làm cho anh liên tưởng đến cái câu em nói cũng trong cái buổi Làn Sóng Xanh mình gặp nhau là cuộc sống mà nó không có nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau thì nó không đáng sống. Vì vậy anh nghĩ Tuyền cũng trải qua rất là nhiều gia vị của cuộc sống, trong đó cũng đã có thể là có rất nhiều tổn thương, có nhiều đau khổ, tình cảm cũng đã từng sức mẻ, thì nó mới tạo nên Tuyền của ngày hôm nay có nội dung. Vậy có bài hát nào của Tuyền đã từng lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình cảm đã từng tan vỡ thật sự chứ? Em thấy hầu hết luôn á. Hầu hết hả? Không có nhạc sĩ nào mà không viết bài tế người yêu cũ hết trơn á. Vậy hả? Chưa kể thần tượng của em còn là Taylor Swift. Và Tuyền vẫn còn như là những cái mối tình đó, nghe qua những bài hát thì rất là dằn vặt. Em thấy mọi người vui á. Mọi người vui? Em sau này khi mà gặp lại em hỏi mọi người thì mọi người nói đó vui mà, hãnh diện mà. À, gặp lại những người yêu cũ hả? Họ biết vậy hả? Em có một cái khả năng rất đặc biệt là em có thể làm bạn với tất cả người yêu cũ. Tất cả luôn? Không trừ một ai? Không trừ một ai hết, kể cả cái người mà gần nhất thì kiểu cũng... Thật ra cũng không phải là làm bạn nữa mà là dạng kiểu xí xóa. Xong mà kiểu gặp nhau thì chào, xong vẫn nói chuyện với nhau nếu mà cần thiết, chứ không phải là kiểu cạch mặt nhau hay là kiểu cái thứ. Thì dù sao em đi với nhau đoạn vui, có lúc diss lúc đá thì thôi mình nhớ những cái vui thôi, mình giữ những cái buồn làm gì, em sợ cảm giác ghét một người trong lòng nó mệt lắm. Nếu mà nói một bài buồn, một bài nào mà lấy cảm hứng á, gần đây đi, có bài nào? Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác. Bài đó là phần 2 của Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, nhưng mà thật ra là em thấy cái bài Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác nó relevant với em hơn. Nhưng em cũng từng chia sẻ trong cái chương trình The Masked Singer là cái bài hát này em viết sau khi mà em chia tay một người mà em quen. Người này em có cảm giác em không còn là em nữa. Khi mà em nói những điều đó ra em có sợ người ta nghe, người đó nghe thấy những điều đó? Trời, dám làm bậy với em thì mày dám mà nghe những câu chuyện đó chứ. Dám mà nghe. Một khi mà đã dám yêu một nhạc sĩ là phải dám chấp nhận một ngày nào đó sẽ có một cái bài hát của mình, viết về mình được xuất hiện. Nhưng mà em thấy mấy bạn đó còn hên á, là kiểu mọi người không biết mấy bạn đó là ai. Mình đâu có name drop người ta. Đúng rồi, mình đâu có name drop đâu. Chứ ví dụ như là những người mà kiểu người yêu cũ mà người ta biết họ là ai, xong rồi cái người đó viết về người đó thì mới kiểu căng hơn tí. Em thấy là mọi người kiểu cũng bình thường ấy. Mà kiểu anyway em nghĩ là mọi người cũng chột dạ, nhưng mà đằng sau cái sự chột dạ đó là kiểu một cái cảm giác nó hãnh diện. Ô, cũng có một bài hát viết về tôi nè. Nếu em có một người nào đó viết một bài hát về em cũng sẽ vui. Đó là về cái quan điểm của em, và kể cả chưa cần biết nó đúng hay sai. Đúng, chỉ cần biết. Nhưng mà em chưa bao giờ viết sai chứ. Em viết rất thật, tại vì khi mà viết tưởng tượng á rất khó. Tưởng tượng ra một cái gì đó để viết nó khó hơn cái việc mà mình tự dấn thân vào nhiều. Mình dấn thân vào, mình có những cái chi tiết, mình có những cái cảm xúc, mình không cần phải tưởng tượng gì hết, mình cứ viết phát là nó ra. Còn khi mà tưởng tượng nó khó hơn nhiều, là mình phải ngồi mình đoán những mình làm gì. Thì em nghĩ là những cái bài hát mà kiểu em viết dành tặng cho người yêu cũ thì nó đều có những cái sức sống rất là mạnh. em sau này em gặp lại em hỏi mọi người thì mọi người đều cảm thấy happy, sao mọi người còn đoán coi là bài nào em viết cho họ nữa. Thế thì những cái cảm xúc về tình yêu á, em có đi qua được nhiều đầy đủ các gia vị chưa? Em nghĩ là trên đời này không một ai tự tin nói là tôi đã trải qua đầy đủ tất cả các gia vị của tình yêu. Anh có quen 1.000 người thì 1.000 người đó cũng là 1.000 cái trải nghiệm khác nhau. Nếu anh yêu thật. Có đủ đa dạng chưa? Chưa đủ đâu, em nghĩ em còn muốn thêm. Có những cái gia vị nào rồi? Gia vị tuổi xì tiên cũng có rồi nè, gia vị thanh xuân vườn trường cũng có nè. Gia vị kiểu mối tình chênh lệch về độ tuổi cũng có rồi nè. Về quan điểm, về tư duy, cách sống cũng có rồi nè. Gia vị làm người thứ ba, làm tiểu tam vô tình cũng có rồi nè. Gia vị một người bình lặng cũng có rồi nè. Mình phản bội, người ta phản bội mình cũng có rồi nè, chỉ có mình chưa phản bội người ta thôi. Rồi gia vị kiểu một người kiểu cứ lơ lơ với mình cái thứ cũng có rồi nè. Rồi Be First Love of Someone cũng có rồi nè. Em thấy cũng nhiều nhưng mà vẫn chưa đủ. Có gia vị nào hạnh phúc viên mãn chưa? Chưa, dễ gì. Anh ơi, nguyên một cái con sao mà địa không với lại thiên không nó đóng ở cung phu thê thì không, và còn tuần triệt nữa thì làm sao mà viên mãn được trong tình cảm. Anh nói em tuần triệt là gì? Nói chung là nó là ngôn ngữ trong tử vi á, nói chung năm nay là cái con đường tình duyên của em nó sẽ luôn giống như là kiểu gọi là sao ta, không bao giờ viên mãn. Nhớ vậy hả? Nhưng mà em cũng ok với chuyện đó thôi. Tại vì đối với em tình cảm là chuyện trải nghiệm. Nếu mà mình trải nghiệm xong rồi và người ta cảm thấy người ta muốn đi thì người ta đi, mình appreciate chuyện đó. Những cái gia vị mà hơi có màu đau khổ và buồn và tổn thương á, thì thường em mất bao lâu để mà vượt qua? Tùy. Nhiều nhất là khoảng bao lâu? 5. 1 năm. Em có đắm chìm vào cái cảm xúc đó không? Sau không, em không đắm. Em không đắm mà em kiểu đi du lịch. Đi ra em đi du lịch. That's why mà tất cả nhạc của em đều có đi đây đi đó là kiến thức, tại vì nó là trải nghiệm của em thôi. Em cứ hay bị kiểu cư dân mạng nói là kiểu tại sao cứ lòng vòng kiểu lyric có nhiêu đó đi nhiêu đó, thì tại vì nó là trải nghiệm của tôi mà. Tôi yêu một người từng thích màu nâu thì thành ra tôi phải đưa cái màu đó vô nhiều bài hát tại vì tôi viết cho người đó. Tôi từng đi Bali, tôi từng đi Seoul này cái thứ, tại vì đó là trải nghiệm thiệt của tôi thì tôi đưa vào bài hát của tôi kiểu thế. Thì là em thấy em yêu ai em cũng chìm đắm đó. Em yêu hết mình. Để mà chia tay em không hối tiếc. Trời ơi, em chia tay phải em với cái mọi người sốc. Nhưng mà sau đó sẽ có một cái khoảng thời gian để chữa lành mình, chứ không phải là cứ cái rụp là mình khỏe mình Đúng rồi đâu. Trời ơi, mình cũng bê lớn lắm chứ bộ. Mình cũng coi như là xe chỉ lùn kim đó. Chỉ là cái sĩ diện của mình lớn. Mình nói là trời, Không có sĩ diện lớn luôn. Lúc đó em bê lớn là xung quanh mặt mày xanh lè, bạn em thấy hết. Em có cái thời hạn cho mình là mình sẽ bê lớn tới bao nhiêu lâu là phải hết luôn. Không luôn. Tự nó hết là nó hết. Còn kiểu nó còn đắm đuối là nó còn đắm đuối. Em từng viết ở trong bài Chưa Quên Người Yêu Cũ á, và không thể quên cũng là một cách yêu thương gọi tên. Mình đừng có kiểu đặt ra một cái thời hạn, một vấn đề do cảm xúc của mình á. Cảm xúc đâu phải là thứ mà bạn có thể kiểm soát được. Đâu phải bạn nói là ngày mai tôi quên, ngày mai tôi quên. Đúng không? Đúng. Anh càng gồng thì anh càng mệt. Yes. Anh thả lỏng thôi, chừng nào đến một cái đoạn nào đó mình cảm thấy là mình quên rồi nè thì mình quên. Còn một cái đoạn nào đó mình nhận ra người đó không đủ tốt với mình thì thì ra là vậy thôi, mình hết yêu. Còn nếu mà mình cảm thấy mình vẫn đắm chìm cho nó, mình vẫn lụy thì mình cứ lụy. Những cái cảm xúc đó không phải ai cũng trải qua được đâu. Có những người cả đời không được yêu ai kìa. Nên là một khi mình trải qua được những cảm xúc mình phải biết trân trọng. Còn cả đời mình được yêu ai. Có người đồng cảm hả? Bị tập nó cười. Vậy rõ ràng cái câu mà tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở là một câu hát lúc nào cũng đúng không? Đúng as always luôn. Đúng. Một bộ phim tình cảm mà nó có giá trị mà mình sẽ đi xem lại là lúc nào nó cũng phải có một cái sad ending. Tới nỗi mà đôi khi anh sợ là nếu như mối tình nào của mình mà nó quá là viên mãn và nó quá bình yên á thì nó lại làm khiến cho mình lo. Rồi ôi, đây có phải là một mối tình sâu đậm không? Tại anh cũng là một người rất yêu rất sâu đậm. Không, em thấy cái đó là cái nư của tụi mình đó. Mình không muốn yêu bình yên đâu. Đúng. Tại vì sao mình làm công việc này mình không thể nào mình đòi hỏi mình yêu bình yên được. Xét theo một cái khía cạnh mà nó hơi tâm linh tí nha, thì là những người mang cái sứ mệnh là gieo con chữ cho người khác đó, đòi hỏi những người đó phải có trải nghiệm rất nhiều. Mà trải nghiệm thì không thể nào bắt xuất phát từ sự bình yên được. Đúng. Nên đó là lý do tại sao em nghiệm ra được điều đó, nên em không còn chấp niệm cái việc là mình phải có một mối tình thật là bền lâu, thật là kiểu đầu bạc răng long với một ai nữa. Em chấp nhận cái việc là mình có thể có những cái mối tình thật ngắn. Mình chấp nhận có một mối tình nó chỉ đi qua với mình một đoạn thôi. Nhưng mà vấn đề là cái câu chuyện, cái bài học và cái cảm xúc mối tình nó để lại cho mình là gì? Có nghĩa là ai cũng sẵn sàng chuẩn bị cho mình là nếu không có một mối tình nào mình vẫn có thể ở được một mình đến cuối đời được. Được. Sure. Được không? Được. Được hả? Nhưng mà em nghĩ không có chuyện đó đâu. Với một người yêu nhiều như mình, như anh em mình thì là lúc nào mình cũng sẽ có những mối tình. Mình sẽ yêu tới cuối đời. Mặc dù nhưng không phải là một người. À, không phải yêu. Maybe có thể không phải là một người. Thì nó sẽ nhiều người thì nhiều trải nghiệm thế thôi. Nên là thật ra thì em cũng nói với bạn bè xung quanh em á, cái việc mà kiểu có một cái người mà đi với mình, bầu bạn với mình thật là lâu ấy, nó là một cái điều rất là quý giá. Tại vì ngoài cái việc là trở là một cái người bắt đầu từ tình yêu á, nó còn là việc mà hai người còn phải là bạn với nhau. Cho nên cái vấn đề mà hai người tâm sự được với nhau, rồi hai người kiểu làm bạn được với nhau, nó là một vấn đề rất là quan trọng. Còn về cái câu chuyện mà bản thân em thì em không còn chấp niệm với câu chuyện là kiểu mình phải đi lâu dài hay là kiểu này kia thứ nữa, mà mình càng có nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm càng tốt. Nếu như anh muốn có những cái nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm như thế, anh muốn có một cái mối tình thật là sâu đậm, thật là dài với mình. Anh thích một mối tình sâu đậm và dài. Để anh đỡ phải giới thiệu lại bản thân từ đầu mỗi lần gặp mới. Mệt lắm em ơi. Rất mệt đúng không? Là phải kiểu xào lại. Bị lười á. Nhưng mà cái đoạn cưa cảm cũng vui. Kiểu cũng vui. Càng lớn thì mình sẽ càng có nhiều chiêu khác nhau. Nhưng mà mình càng ngày càng già. Mình không còn sung sức như là những mối tình trước đây nữa. Cho nên là cái nhiệt nó sẽ không có được như ban đầu đâu. Đúng rồi. Anh chỉ muốn dành cái nhiệt đó cho cái người ở giai đoạn đúng nhất, đẹp nhất, thanh xuân. Rồi sau đó đi dài lâu với nhau. Đối với anh bây giờ anh vẫn còn thanh xuân nha. Thì anh thấy là ok, anh mong cái mối tình hiện tại nó cũng sẽ đi dài lâu. Nhưng mà nó phải đậm sâu. Drama cũng được. Chứ đừng có bình yên quá. Em chúc anh là sẽ thành sự thật. Really. Tại vì cái đó sẽ là một cái trải nghiệm mà không phải ai cũng có, mà nó sẽ rất là tuyệt vời. Và đặc biệt nó cần thiết cho những người như anh. Và quan trọng là mình phải học được bài học kinh nghiệm tại sao mình đã thất bại ở những mối tình trước. Mà mình không được phạm lại những sai lầm đó. Trời anh ơi, lỡ vì một lý do này là không thể nào rút kinh nghiệm được. Xui. Nếu mà gì cũng đổ lỗi cho chuyện xui thì dễ lắm. Lỡ xui thiệt sao? Thì chịu thôi. Cho nên là nếu mà lỡ mà có vấn đề gì thì mình có thể đổ lỗi cho chuyện xui mà. Là do em xui thôi. Đúng là do em xui thôi. Cậu đã quên khoa rất hay nha. Nhưng mà bài đó khách hàng không có chịu. Vậy hả? Khách hàng cũng sẽ bắt đổi lời thôi. Không một ai chịu bài đó hết. Nhưng mà ví dụ mà đi diễn đó, xong mình nói sao thì ca khúc là do em xui thôi. Mà ví dụ diễn một cái event mà kiểu khai trương thì cũng buồn cười ha. Không khách hàng nào bút cái bài đó cho diễn luôn á. Các đoạn này nha mọi người. Không, cái chuyện này anh đã nói với lại Khoa trong lần phỏng vấn trước rồi. Khách hàng không chịu. Nhưng mà Khoa đấu tranh tới cùng để giữ tên bài hát. Nhưng cuối cùng ông hay bút bài đó luôn. Khổ thân anh Khoa nha, cái đó cũng một bài hát hay, một cái insight rất là hay. Nhưng mà cứng đầu như là vậy. Đây là thử thách ăn kẹo cay, một thông lệ của Bật Nến để kết thúc. Mặc dù show vẫn chưa kết thúc. Nếu như mà mỗi người bốc một cục, nếu như mà nó cay đối với mình thì mình sẽ nói một điều mình muốn thay đổi bản thân. Nếu mà nó không cay đối với mình thì mình sẽ nói một điều mình thích nhất ở người đối diện. Ok. Anh trước em trước? Ai cũng được. Màu xanh. Màu xanh. Được. Muốn đổi không? Thôi em sẽ ăn cục màu xanh này. Màu đỏ trông có vẻ cay. 1, 2, 3. Mới đầu vô thì nó ngọt, nhưng mà nó cay. Méo mặt là biết liền. Nó có vị ớt chuông liền. Thì đúng là tất cả đều là ớt. Nhưng có những loại cay và những loại ớt không cay. Đó là do cay. Ok. Oh my god. Uống trà. Vậy thì em sẽ nói một điều mà em muốn thay đổi bản thân. Màu xanh. Của anh thì bình thường anh này là nghiệp của em nè. Red flag mà đi chọn màu xanh. Cục màu đỏ của anh bình thường. Một điểm muốn thay đổi bản thân nhất hả? Em muốn em được 6 muối một lần trong đời. Ủa đến chi vậy? Thì nó là một cái challenge lớn, xong rồi kiểu nhìn cũng đẹp ấy. Nên em muốn có một lần trong đời nên em đang cố gắng tập. Một lần thôi chứ không phải là giữ cho tới cuối đời hả? Cái đó không ai hứa được với em cũng không hứa được với bản thân mình, cho nên là thôi thà một lần tỏa sáng rực rỡ hơn le lói. Đấy là em nghĩ là em sẽ cố gắng được 6 muối một lần trong đời. Nhưng mà nếu như mà được 6 muối mà phải trả một cái giá thì chấp nhận cái gì để có được 6 muối? Thì phải đi tập, tốn thời gian đi tập, tốn sức lực đi tập. Thì đúng rồi, phải đi tập. Nhưng mà ý là anh đo cái giá gì? Anh đưa em cái giá đi. Thí dụ như là không được ăn, anh không biết thói quen uống của em như thế nào, tại vì dinh dưỡng nó quan trọng hơn chuyện tập. Đúng, chính xác. Thì em chấp nhận được. Em có ăn tùm lum tà la? Có, nhưng em hoàn toàn có thể đưa vô nề nếp được nếu ai cũng nói vậy hết. Nếu có người nấu cho em. Đi tìm cái gia vị mà đúng rồi nấu cho ăn. Okay. Chứ mình em thì em nghĩ em hơi tùy tiện tí. Thì đây chương trình cũng cho em cơ hội để đi tìm người đó. Ủa cái này đâu phải là bạn muốn hẹn hò đâu ta, đây là bật nến mà. Nhưng mà lên quảng cáo bản thân thì cũng ok. À vậy hả? Hứa Kim Tuyền 29 tuổi, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1995. Cùng Market Munsai Bạch Dương, hiện tại đang sinh sống ở quận 4. Có nhu cầu tìm người yêu. Đầu năm. Chúc cho em sẽ tìm được một người mà cho em được cái cảm giác ăn healthy. Eat clean, healthy. Để có được một cái số muối. Và đặc biệt người đó cũng phải đi tập chung với mình thì nó mà tuyệt vời. Dạ. Muốn thay đổi là mình phải thay đổi. Mình phải action. Mình nói là mình phải làm. Anh tin là Tuyền sẽ làm được. Em sẽ làm được. Tuyền sẽ có 6 muối nha. Yeah. Rồi, ok. Còn anh ăn cái cục đó không cay. Vậy thì anh sẽ nói cái điều gì anh thích nhất ở em. Anh thích nhất ở Tuyền là Tuyền có một cái năng lượng mà gọi là gì ta? Lúc nào cũng ở trên mức bình thường á. Không bao giờ Tuyền tỉnh. Em sò hả? Xồm á. Sò là khùng á. Nhưng mà nó rất là hay. Tại vì nó giống như là đánh lừa người ta khỏi những cái khác. Người ta không biết đằng sau. Đâu đánh lừa gì đâu. Đâu đánh lừa gì đâu, thiệt vậy mà. Vậy hả? Chắc do sốt quá nên nãy giờ não hơi lắc sò đó. Nhưng mà em phải hiểu tưởng tượng ở cương vị những người khán giả mà nghe nhạc của em sáng tác, xong rồi những cái bài mà đạt giải thưởng đi, mưa tháng 6 gì trong lòng rướm máu, biết ta đã mất, xong rồi cái ra ngoài nói chuyện sồn ha vậy, người ta thấy nó không có vô. Không biết em đang che cái gì đằng sau, nhưng mà anh nghĩ cái che đó rất là tài tình, nên là anh thấy là cái đó là hay. Không đâu có che gì đâu, tại vì nhạc thì sẽ viết về tình yêu, còn em mình đang nói về cuộc sống mà. Cuộc sống của em vui thì em phải vui, còn chừng nào kiểu nói về tình yêu mấy cái đoạn mà em thất tình em buồn, có ai book talk show em đâu. Yeah. Nếu mà thấy em muốn giống như là nhạc của em thì phải book em ngay cái lúc mà em viết khúc đó, chứ khúc em buồn thúi ruột đó, chứ cái khúc này em vui muốn chết thì làm sao mà em buồn được. Khi nào mà buồn có thể gọi đi nhậu. Ok. Deal. Một cục nữa không? Mỗi ngày một cục nữa không? Hay thôi, là sợ. Thôi. Và đó là Bật Nến. Và đặc biệt là trong tập Bật Nến tập 6 này thì Hứa Kim Tuyền cũng sẽ gửi đến mọi người một cái không gian âm nhạc do chính Tuyền tự thể hiện. Dạ. Tuyền sẽ chọn bài hát gì? Em đang phân vân giữa hai lựa chọn, đó là một lựa chọn mới và một lựa chọn cũ. Nếu mà nói về những cái nỗi sợ hay nỗi đau thì em từng có một cái bài hát mà cái title của nó là có chữ nỗi đau luôn, là 1000 nỗi đau. Nó dễ quá mà nó hơi dễ đoán, nhưng có một cái bài hát rất là thích, bài hát này chưa release, em cũng chưa bán cho ai. Em cũng thích ca khúc này. Ca khúc có 2 tựa đang đấu tranh, không biết giữ tựa nào. Một tựa tên là Đèn Ban Công, tựa còn lại tên là Ngôi nhà chúng ta không còn muốn quay trở về. Em viết sau khi em chia tay ex của em và bạn move out ra khỏi nhà của em. Một mối tình gần hay là xa? Cũng hơi xa. Có thể nằm trong album mới của em. Đấy. Đèn ban công là một cái tựa dễ nhớ. Thì tạm gọi là Đèn ban công nha. Dạ. Vậy thì mời Tuyền. Ok. Tối thứ sáu mình em đi về trong ngoài ô cửa kính, thứ ánh sáng ban công đó em quay về, bật lên đoạn clip burning candle vừa phát ra hôm qua, để em thấy có tiếng người, để em thấy bớt cô đơn. Chắc có lẽ em phải đi khỏi nơi đây, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng một người đã xa đời này. Điều em sợ nhất chẳng phải nỗi đau dày xéo con tim đến hao gầy, mà em rất sợ những lệ thói đã thành vô thương. Mỗi ngày chúng ta không còn muốn quay trở về, vì ở nơi đó không còn chúng ta ngày xưa, chỉ còn mình em lủi thủi đi về trong đêm gió mưa không ai mong chờ, nên em vẫn thường hay bật đèn ban công từ sáng đến khuya. Mỗi ngày chính em không còn muốn quay trở về, vì ở nơi đó vẫn còn chính em ngày xưa. Hàng đêm em vẫn giữ thói quen ngồi xem phim uống bia đến 2 giờ, mà sao chẳng còn ai chồng chăn khi em lại ngủ quên, mà sao chẳng còn ai chồng chăn khi em lớn ngủ quên. Và đó là ca khúc chưa phát hành của Hứa Kim Tuyền, tên là Đèn Ban Công, đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều vì đã đem âm nhạc đến để chữa lành những cái cảm xúc của Bật Nến. Và đó là Bật Nến. Mình là Dustin on the go và đây là Hứa Kim Tuyền. Hẹn gặp lại các bạn vào đêm sau. Bye bye. See ya.